Chào mừng các em đến kênh Khởi Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dạy các em toán lớp 3 sức kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Khởi Liêm quan phải quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khởi Liêm là hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài 59 các số có 5 chữ số số 100.000. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 4 trang 60 sức kết nối tri thức của cuộc sống. Giờ như vậy tiếp số 4 mình sẽ học phần tiếp phần luyện tập 2 câu số 1. Câu số 1 mình sẽ chọn cách đọc số kết hợp với số. Như ở đây mà người ta cho số ở trên và cách đọc số phía dưới. Được rồi. Như vậy là 22.015. 22.015 mình quan sát ở trên. Thì đây. 22.015. Nhưng mà sẽ nói số này với cách đọc số là. Đúng rồi. Mình sẽ nói là. Tiếp theo sẽ là 12.456. 12.456. Như vậy mình thấy đây là 1, 2, 4, 5, 6, chính là 12.456. Giờ mình sẽ nói số với cách đọc số là. Giờ tiếp theo là 1, 2, 1, 5, 6. 1, 2, 1, 1, 5, 6, chính là 12.156. Ở đây là cách đọc là 12.156. Như sẽ nói số với cách đọc số là. Giờ tiếp theo là 8999, có nghĩa 8999. Giờ 8999 mình sẽ nói số với cái đọc số nhé. Giờ mình sẽ nói lại. Như vậy 8999 thì mình sẽ có đọc nó cái đọc số chính là 8999 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 kèm hiểu bài, kèm sau hết video, hẹn với kèm hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2 câu A. Như vậy mình sẽ ở đây mình sẽ có một dãy số, số đầu tiên là 10.000, tiếp theo là 15.000, tiếp theo là 20.000. Như mình thấy là đi từ trái qua phải là cộng thêm 5.000. 10.000 cộng 5.000 sẽ là 15.000. 15.000 cộng 5.000 sẽ bằng 20.000. Tiếp theo mình sẽ lấy 20.000 cộng 5.000. 20.000 cộng 5.000 sẽ là 25.000. Như là mình sẽ viết số 25.000. Đúng rồi. Giờ 25.000 cộng thêm 5.000 sẽ bằng 30.000. Ở đây mình sẽ viết số 30.000. Giờ 30.000 cộng thêm 5.000 sẽ bằng 35.000. Tiếp theo là câu B, người ta hỏi là trong các số trên số nào là số tròn trục. Nhưng mà trả lời câu B như sau. Mình sẽ trả lời câu B. Người ta hỏi cái gì mình trả lời cái này. Người ta hỏi là trong các số trên số nào là số tròn trục. Thì mình trả lời là trong các số trên phải số tròn chục nghìn này như vậy trong các số trên số tròn chục nghìn này như mình thấy là số tròn chục nghìn là số mà có 4 số 0, có nghĩa là những số tăng cùng là 4 số 0, mình có là số 10.000, là chọn chục nghìn. Tiếp theo là 20.000, tiếp theo sẽ là 30.000. Giờ như là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 kèm theo bài, kèm sau bấm hết video, hãy biết kèm theo bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 thì người ta kêu mình chọn câu trả lời đúng.
Như vậy là mình quan sát bài toán, chọn câu trả lời đúng. Bạn An đố Mai tìm một số từ 4 số cho trước gồm có 64.301, 80.458, 82.361 và 83.405. Biết rằng hàng chục nghìn của số cần tìm là số 8. Như vậy là mình thấy là người ta nói là số hàng chục nghìn là số 8, thì mình thấy là số đầu tiên số này sẽ bị lỗi, vì số này hàng chục nghìn là số 6 chứ không phải là số 8, đúng không? Như vậy mình thấy là số này được này, hàng chục nghìn là số 8, số này được hàng chục nghìn là số 8, số này là hàng chục nghìn số 8, gì mà sẽ còn là ba số nhé, lỗi số đầu tiên này. Giờ ý tiếp theo người ta nói là nếu làm tròn số cần tìm đến hàng chục thì chữ số hàng chục của số làm tròn là số sao? Giờ hãy sẽ tính nhắc phía dưới này cho các em hiện dễ hiểu. Như vậy là ý thứ nhất là hàng chục nghìn số cần tìm là số 8, thì mình thấy là có 3 số có mạng điều kiện, đúng không? Là số 80.458, 82.361 và 83.405. 3 số này có mạng điều kiện thứ nhất, đúng không? Điều kiện thứ hai là nếu làm tròn số cần tìm đến hàng chục thì chữ số hàng chục của số đó làm tròn là số sao? Giờ mình quan sát số này, nếu số này làm tròn đến hàng chục thì mình thấy là 58 làm tròn đến hàng chục. Khi làm tròn đến hàng chục, quan sát hình đơn vị ở đây số 8 sẽ lớn hơn số 5 nên làm tròn lên đây là 60. Như vậy số này có mạng điều kiện, đúng không? Như vậy điều kiện thứ hai thì số 80.458 sẽ có mạng điều kiện làm tròn đến hàng chục, khi hàng chục sẽ là số số sao? Số này làm tròn, nếu số này làm tròn thì mình thấy là 61. Khi làm tròn đến hàng chục qua số hàng đơn vị, đây là số 1 nhỏ 5, làm tròn xuống hình 60. Như vậy số này cũng được. 82.361 làm tròn đến hàng chục thì vẫn là số sao, là được. Còn số này làm tròn đến hàng chục thì mình thấy là 05 làm tròn đến hàng chục sẽ thành 10, có nghĩa là số 10. Hàng chục là số 1 chứ không phải là số 6, như số này bị lậu, đúng không? Còn là hai số không phải điều kiện nhé. Giờ điều kiện thứ ba, nếu làm tròn số cần tìm đến hàng trăm thì chữ số hàng trăm của số làm tròn là số 1. Giờ tiếp theo thì mình nếu làm tròn số này đến hàng trăm thì được số mấy? Như vậy làm tròn số này đến hàng trăm thì mình quan sát hàng chục số 5 nên làm tròn lên. Làm tròn lên sẽ là hẳn 80.500, đúng không? 80.500 hàng trăm sẽ biến thành số 5 chứ không phải là số 4, vì số này bị lậu. Giờ kiểm tra số này, nếu 82.361 nếu làm tròn đến hàng trăm này là số 3, mình quan sát hàng chục đây là 6, 6 lớn hơn 5 làm tròn lên, 361 làm tròn hàng 400, như hàng trăm lúc này biến thành số 4, như mình thấy chỉ có số này là họ mãi điều kiện. 82.361 là khoảng mạnh điều 4 điều kiện, 3 điều kiện thôi, đúng không? 1, 2, 3 điều kiện đều khoảng mạnh hết. Như vậy mình sẽ chọn đáp án chính là đáp án này. 82.361, 82.361 chính là đáp án C. Như vậy câu này mình sẽ chọn đáp án C nhé, đúng không? Như vậy câu số 3 mình sẽ chọn đáp án C. Như là mình xong câu số 3 nhé. Câu số 3 các em hiểu bài, các em xong hết video, hãy biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thầy giảng, nếu các em khác giảng giờ hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.